Những thông tin xoay quanh các gia tộc đại gia luôn nhận được sự quan tâm của công chúng, phần lớn là bởi ngưỡng mộ cuộc sống của các gia đình họ, trong số đó phải kể đến gia đình của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup. Trong một bản tin ngày 18 tháng 12 của công ty, nhiều người bất ngờ trước sự xuất hiện của Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của ông Phạm Nhật Vượng. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần đầu tiên đại thiếu gia nhà tỷ phú lộ diện trước công chúng. Đã chính thức xác nhận vai trò lãnh đạo hiện tại của Phạm Nhật Quân Anh với chức vụ phó tổng giám đốc khối sản xuất Vinfast. Đồng thời đây cũng là doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tập đoàn Vingroup. Phạm Nhật Quân Anh đã đại diện VinFast bắt tay với giám đốc vận hành tập đoàn Marubeni, công bố biên bản ghi nhớ hợp tác về việc hợp tác tái sử dụng pin xe điện hướng đến mục tiêu phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế Việt Nam, Nhật Bản và hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác ASEAN Nhật Bản, diễn ra tại Tokyo từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023. Đây được đánh giá là một dấu ấn mới trong sự phát triển của công ty. Trước đó, trong một số báo cáo tài chính nhiều người phát hiện vị đại thiếu gia của chủ tịch hội đồng quản trị Vingroup sinh năm 1993. Anh đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở nước ngoài và vào làm việc tại tập đoàn từ năm 2015 cho đến nay. Ngoài ra, dựa theo thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ và người có liên quan được đăng tải trên website của Vingroup vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, Phạm Nhật Quân Anh hoàn toàn không giữ chức vụ gì tại tập đoàn, cũng không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của Vingroup. Anh đã đăng ký mua cổ phiếu VIC theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ESOP, với số lượng 150.000 cổ phiếu, Giá trị giao dịch dự kiến là 1 triệu 500.000 đồng. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng với chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup đang nắm giữ 691.274.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 17,87% vốn điều lệ của Tập đoàn. Bà Phạm Thu Hương vợ ông Vượng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn, nắm giữ 169.938.525 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,39% vốn điều lệ.